kinh tế Trung Quốc suy thoái. Giới đầu tư chọn nằm im hoặc tháo chạy. Số người di cư đến Mỹ tăng đột biến. Kính thưa quý vị, sau vài thập niên tăng trưởng đột biến, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới, giờ đây đang suy thoái sâu sắc. Giới đầu tư liên tục thoái vốn khỏi thị trường chứng khoán, di rời sản xuất sang những quốc gia an toàn hơn, trong đó có Việt Nam, để lại những công xưởng hoang vắng. Giới trung lưu thì bỗng nhiên hóa nghèo, nhiều người hối hả băng rừng vượt biên trốn vào Hoa Kỳ. Một sự kiện khủng hoảng toàn diện đang diễn ra. Và đây sẽ là chủ đề video hôm nay trên kênh Khỏe Tự Nhiên. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tình trạng bất ổn kinh tế, nợ nần và tuyệt vọng đẩy nhiều gia đình trung lưu Trung Quốc phải vượt rừng đến biên giới Mexico. Đây xem có vẻ là nghịch lý, bởi lẽ chính quyền Trung Quốc luôn chê bai Hoa Kỳ, thậm chí là còn tuyên truyền như thể là kẻ thù truyền kiếp xấu xa, không đội trời chung. Ấy vậy nhưng dòng người Trung Quốc nhập cư lậu vào Hoa Kỳ vẫn ùn ùn gia tăng, thậm chí là bất chấp nguy hiểm, vẫn tìm cách đột nhập qua biên giới phía Nam để vào Hoa Kỳ. Dù sao thì Trung Quốc cũng là nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Sao không thấy dân di cư từ các nước G7 đổ về Trung Quốc? Số người Trung Quốc di cư đến Mỹ tăng đột biến. Số người di cư từ Trung Quốc qua biên giới Mỹ-Mexico đã tăng vọt vào năm 2023, thưa quý vị. Mặc dù con số thực tế khó nắm bắt, nhưng hơn 37.000 công dân Trung Quốc đã bị giam giữ ở biên giới Mexico vào năm ngoái, theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP. Con số này lớn gấp 10 lần so với những năm trước đại dịch. Trong số những người đến Hoa Kỳ, các gia đình có trẻ em là nhóm tăng trưởng đặc biệt nhanh. Dữ liệu của CBP cho thấy các đặc vụ tuần tra biên giới của Hoa Kỳ đã chạm trán các gia đình di cư Trung Quốc 6.645 lần từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 và 7.081 lần kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Nhiều hơn đáng kể so với 1.151 lần từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Theo hãng tin AP, vào năm 2022, Trung Quốc đã tạm dừng hợp tác với Mỹ về vấn đề di cư bất hợp pháp khi căng thẳng gia tăng, nhưng sau đó lại lặng lẽ nối lại các chuyến bay hồi hương những người di cư bất hợp pháp vào mùa xuân năm nay. Các chuyên gia cho rằng, sự gia tăng gần đây của công dân Trung Quốc đến Mỹ theo cách bất hợp pháp cho thấy một bức tranh mờ mịt về tình hình của họ ở quê nhà. Ông Victor Shi, một chuyên gia về chính sách kinh tế Trung Quốc tại Đại học California cho biết, thật bất thường khi một quốc gia có thu nhập trung bình và tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực lại có dòng di cư bất hợp pháp lớn. Cũng theo ông, điều đó cho thấy mức độ tuyệt vọng của họ khi ở trong nước. Hầu hết những người di cư Trung Quốc trước đây đều chọn những con đường dễ dàng hơn như là xin thị thực du lịch hoặc là đăng ký vào các trường đại học tại Hoa Kỳ. Nhưng đối với một nhóm nhỏ tầng lớp trung lưu Trung Quốc, những lựa chọn này lại không có sẵn. Du học rất tốn kém và việc xin thị thực ngày càng khó khăn khi quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi. Vậy là nhiều người đã sẵn sàng bất chấp nguy cơ bị cướp, đi thuyền mạo hiểm, gặp phải cảnh sát tham nhũng, gặp lở đất và nguy cơ tử vong trong rừng để có cơ hội sống tại Mỹ. Mỗi gia đình nhập cư đều có một câu chuyện đau lòng của riêng mình. Công xưởng của thế giới đang mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, mặc dù một số thông tin truyền thông cho hay nền kinh tế Trung Quốc đang khởi sắc trở lại sau đại dịch, và chúng ta hãy cùng xem có phải vậy không quý vị nhé. Trang NTD TV có bài viết cho hay, tình hình hiện tại ở Đông Quản, nơi được mệnh danh là công xưởng của thế giới, đang rất đáng buồn. Thành phố Đông Quản của Trung Quốc, vốn được gọi là công xưởng của thế giới, đang chứng kiến nền kinh tế ngày càng suy thoái và nhiều nhà máy cùng với các cửa hàng cũng đã phải đóng cửa. Một ông chủ bi quan nói rằng, tình hình của thành phố này giống như một bệnh nhân mắc bệnh máu trắng hoặc ung thư. Ông chủ Vương, người điều hành một siêu thị ở Đông Quản nói rằng, công việc kinh doanh hiện rất tệ và ông đang thua lỗ mỗi ngày, thu nhập ít hơn 70% so với năm 2007 và 2008. Ông Vương nói, mọi người hiện không có tiền, làm sao người ta có thể tiêu tiền? Người ta chỉ cần tồn tại, người ta không thể bị chết đói. Chắc chắn có rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Cửa hàng đối diện nhà tôi và bên kia đường đã hoạt động trong 10 năm, giờ đây nó đã đóng cửa. Cũng theo ông Vương, một số ông chủ đã mở một cửa hàng với hàng chục người và tất cả đều đang gặp khó khăn.
Tôi nói cho ông biết, bây giờ nhiều nhà máy và nhiều ông chủ thậm chí không thể trả tiền cho hàng hóa. Kết thúc rồi, và bây giờ tôi rất bi quan. Đông Quản có thể nói là nổi tiếng khắp cả nước và là công xưởng của thế giới. Nếu tình hình tại Đông Quản như vậy, thì tình hình các nơi khác trên khắp Trung Quốc liệu có thể tốt hơn được không? Ông Cao đến từ Hồ Nam làm việc tại một nhà máy điện thoại di động ở Đông Quản nói rằng, trước đây các nhà máy rất khó tuyển dụng nhân viên, nhưng bây giờ họ thường không gặp phải khó khăn đó. Những sinh viên mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm làm việc thường không được chào đón. Chúng tôi thường không tuyển dụng nhiều người nữa. Nhiều người đến Đông Quản và không tìm được việc làm, vì vậy họ ngủ ở quảng trường và đôi khi bị cán bộ quản lý đô thị đuổi đi. Kinh tế Trung Quốc tồi tệ, giới đầu tư tháo chạy. Những ngày đầu năm 2024, chứng khoán Trung Quốc đã có một sự khởi đầu tồi tệ thưa quý vị. Nhưng thực ra thì thị trường này đã giảm gần như liên tục sau khi đạt đỉnh gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2021. Trong vòng 3 năm, khoảng 6.000 tỷ đô la Mỹ vốn hóa đã bị cuốn phăng khỏi các sàn giao dịch chứng khoán ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Nền kinh tế Trung Quốc đang trong khủng hoảng với một loạt các vấn đề như sự suy giảm kỷ lục của thị trường bất động sản, giảm phát, nợ chồng nợ của các chính quyền địa phương, tỷ lệ sinh giảm và lực lượng lao động cũng giảm. Năm 2023, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 1990 nếu không tính 3 năm đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả con số tăng trưởng 5,2% cũng không thể tin cậy, vì Bắc Kinh nổi tiếng trong việc chế biến ra các số liệu từ xấu thành đẹp, với mục đích cơ bản là chứng minh rằng đường lối lãnh đạo luôn đúng và cần duy trì sự ổn định quyền lực. Năm 2024, nhiều chuyên gia quốc tế dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng còn thấp hơn nữa, một cuộc đại suy thoái không thể cứu vãn. Và hẳn quý vị còn nhớ về quả bom bất động sản khổng lồ Evergrande. Trong vòng từ 1 đến 2 năm qua, cả thế giới đã có nhiều fan thót tim trước những tin tức từ đại tập đoàn này. Và dường như mọi việc đã tới hạn. Vào ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 1, một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý tài sản tập đoàn bất động sản khổng lồ này. Điều này có thể gây ra tác động dây chuyền đối với thị trường tài chính đang sụp đổ của Trung Quốc, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Tầng lớp trung lưu Trung Quốc trở lại cảnh nghèo khó. Thưa quý vị, khi nền kinh tế Trung Quốc suy giảm nhanh chóng, tầng lớp trung lưu của nước này dường như không thể chấp nhận sự thật này. Và suy thoái ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống của tầng lớp trung lưu, sự lo lắng và bất lực đã bắt đầu lan rộng. Bước vào năm 2024, tầng lớp trung lưu trở lại cảnh nghèo đói đã trở thành chủ đề nóng hổi. Theo số liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc, tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân trong quý đầu tiên của năm 2024 tại đất nước này là 424 tỷ nhân dân tệ, giảm 4,5% so với năm trước. Đây được coi là hệ quả của việc cắt giảm lương và gia tăng thất nghiệp. Việc cắt giảm lương công chức, cắt giảm nhân sự ngân hàng, cắt giảm lương giáo viên, v.v. liên tục xuất hiện. Những ngành nghề đã tạo ra tầng lớp trung lưu Trung Quốc trong quá khứ hiện đang dần bị thu hẹp. Ví dụ như bà Su Jie đến từ Trường Xuân, đã ngoài 50 tuổi. Ở tuổi 20, bà và chồng bắt đầu từ con số 0 và bước vào ngành cung cấp vật tư khách sạn. Trong hơn 20 năm, bà đã tự mình quản lý doanh nghiệp, trải qua các việc tái hôn rồi ly hôn và bà có một cô con gái đang học năm thứ tư đại học tại Macau. Sau nhiều thập niên làm việc chăm chỉ, bà đã bước vào tầng lớp trung lưu. Tình hình đã từng tốt đẹp vào thời kỳ đỉnh cao của doanh nghiệp. Công ty đã có hơn 10 nhân viên bán hàng và bà có 2 cửa hàng trưng bày và bán đồ dùng cho khách sạn. Trong những năm gần đây, do sự phát triển của Internet, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng gạch và vữa truyền thống đã trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, bà đã chọn từ bỏ công việc kinh doanh và quay sang sống bằng tiền cho thuê 2 phòng kho, 1 gara và 4 ngôi nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, bà than thở rằng bây giờ bà không thể làm gì. Bất kể bà đầu tư vào đâu, bà sẽ còn mất nhiều tiền hơn nữa. Nếu bà không đầu tư, bà có thể giữ được tài sản của mình. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của ngành bất động sản, giá trị bất động sản của bà đã giảm xuống và bà mất rất nhiều tiền. Bà cũng đã tiết lộ về bạn cùng lớp của con gái bà, người Thành Đô, hiện đang học ở Hồng Kông. Bố mẹ của cô gái này cũng thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng đột nhiên gia đình của cô gái không có tiền nên cô chỉ có thể vừa học vừa làm. Công ty Trung Quốc tìm chỗ trú ẩn tại Việt Nam.
Quý vị thân mến, sự suy thoái kinh tế Trung Quốc còn bắt nguồn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và các quốc gia phương Tây. Thương hiệu Made in China sản xuất tại Trung Quốc có nguy cơ bị áp lệnh trừng phạt ngày càng cao. Để tìm cách né các lệnh trừng phạt, một số nhà đầu tư đã chọn việc chuyển sản xuất từ Trung Quốc. Các nhà đầu tư Trung Quốc dẫn đầu số lượng dự án mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay. Số dự án mới của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm chiếm hơn 28% tổng số những dự án mới. Tính từ tháng 1 đến tháng 5 vừa qua, các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi 1 tỷ 126 triệu đô la Mỹ cho 347 dự án mới tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã vượt qua các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Việt Nam là điểm đến quan trọng mà giới đầu tư Trung Quốc quan tâm trong khối ASEAN. Nguồn vốn Trung Quốc chú trọng nhắm đến các chuỗi cung ứng lĩnh vực như là dệt may, da giày, điện tử, tiêu dùng. Điều này mang lại dòng vốn và một số việc làm nhất định. Tuy nhiên, việc hợp tác với các đối tác của Trung Quốc sao cho hiệu quả vẫn là một vấn đề mà nhiều doanh nghiệp còn đang cân nhắc. Vậy thì nên chăng Việt Nam cần có một bộ tiêu chí để thẩm định và sàng lọc các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm cả các dự án từ Trung Quốc để tránh các loại rủi ro mà doanh nghiệp Việt Nam đã từng gặp phải khi hợp tác với Trung Quốc? Và quý vị có suy nghĩ gì về những điều này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi quý vị nhé! Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này quý vị nhé! Xin kính chào và hẹn gặp lại!